Sáng ngày 5 tháng 11, Sở Y tế tỉnh Bình Dương có thông tin ban đầu về nghi vấn bắt cóc một cháu bé sơ sinh khi đang ở khoa phụ sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Theo đó, vào lúc 17h35 phút ngày 4 tháng 11, camera bệnh viện ghi lại cảnh một người phụ nữ khoác áo blue vào khoa sản của bệnh viện xưng là nhân viên y tế và bế con của chị B, sinh năm 1998, quê Hậu Giang, đi chích ngừa, nhưng sau đó không thấy trở lại. Sau khi nhận được thông tin từ bệnh viện, Sở Y tế tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương phối hợp chặt chẽ với công an để điều tra vụ việc. Sau đó, công an đã tìm được em bé tại xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng, cách bệnh viện hơn 40 km. Ngay trong đêm, bé sơ sinh được đưa về với mẹ. Đến sáng ngày 5 tháng 11, sức khỏe của bé và mẹ hiện ổn định.